Khó có thể nói hết được niềm vui của những người dân Hà Tĩnh, Nghệ An khi dân ca ví dặm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cách đây ít ngày. Bởi từ lâu dân ca ví dặm đã là hồn cốt của người dân xứ Nghệ. Từ xưa đến nay thì nét văn hóa này luôn được nhân dân đôi bờ sông Lam coi là tài sản vô giá và luôn luôn có ý thức giữ gìn. Tuy nhiên sau niềm vui được công nhận là di sản, chính là trọng trách nặng nề với những người làm văn hóa khi phải làm sao để gìn giữ được trọn vẹn những nét tinh túy truyền thống của dân ca ví dặm, vừa phải có biện pháp để lưu truyền quảng bá rộng rãi để danh tiếng của ví dặm Nghệ Tĩnh ngày một vang xa hơn nữa. Mấy ngày nay, hàng vạn người dân xứ Nghệ đều rất phấn khởi, tự hào khi đón nhận tin vui dân ca ví dặm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Khi được UNESCO công nhận thì tôi rất là phấn khởi. Cái tuổi thì già rồi, cũng thích hát, thích vị, thích thơ. Nhưng mà lại nói chung cả gì đó thì cũng chưa thỏa mãn. Nhưng mà lại đấy là phần đầu chúng để cho xã hội và lại trong quê hương mình cho sáng sủa. Bản thân là chủ nhân câu lạc bộ này biết rằng là có một cái trọng trách này là muốn phát triển, giữ bảo tồn thôi nhưng mà muốn phát triển để cho các cái thế hệ con em thể tiếp nối. Ví dặm là lối hát dân ca không nhạc đệm được cộng đồng người Nghệ Tĩnh sáng tạo từ hàng trăm năm nay. Đây là phương tiện nghệ thuật được thực hành trong lao động và đời sống để biểu đạt tư tưởng, tình cảm, tăng cường giao lưu và gắn kết cộng đồng. Nó là một nét văn hóa rất độc đáo vì nó thể hiện được cái khát vọng của người Nghệ Tĩnh, cái sinh hoạt văn hóa, đời sống sản xuất của họ. Và chính cái nét độc đáo ấy nó sẽ làm lên sự đa dạng văn hóa của Việt Nam, rồi đóng góp vào sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Ví dặm là hát lên là biết, người ta biết ví dặm, không lẫn với bất cứ một cái nơi đảo khác. Cho nên là cái sắc thái, gọi là cái bản sắc của nó rất rõ. Với hai, tức là nó đưa vào các môi trường diễn xướng nhiều khi là rất là đời sống lao động. Nhưng mà nó lại nói, nó lại thể hiện một cái hình thức gọi là hát đối đáp tình yêu. Trên sông nước, rồi trong khi lao động, rồi trong khi người ta làm việc. Thì đấy cũng là một cái nét mà UNESCO đánh giá rất cao. Đằng sau vinh dự, tự hào, những người làm văn hóa xứ Nghệ cũng bắt đầu ý thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, truyền dạy cho các thế hệ trẻ di sản văn hóa phi vật thể này. Chúng tôi cũng đang có nhiều cái dự định phối hợp với đài truyền thanh, với sở thông tin truyền thông để tổ chức tuyên truyền các cái sự kiện về dân ca ví dặm. Sáng năm 2025 thì sở tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ bằng kinh phí và cử những cán bộ nghiệp vụ cùng với các cụ để mở thêm những cái lớp để truyền dạy cho các cháu. Đến nay, nước ta đã có 9 di sản văn hóa phi vật thể ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Sau niềm vui vinh danh, người dân xứ Nghệ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đều hy vọng dân ca ví dặm sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị để xứng đáng là niềm tự hào của cả đất nước.